Chào mừng các bạn đã quay trở lại với radio mỗi tối của chúng tôi. Và số phát sóng ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với chuyên mục Nhật ký radio với một loạt bài viết có tên là Nhật ký bạn từng thân của một bạn gái có nickname là Tâm Nhi. Tâm Nhi gửi những dòng thư này cho chúng tôi với hy vọng là người bạn thân yêu quý của cô ấy sẽ nghe được và hiểu rằng dù ở phương trời nào, Tâm Nhi cũng sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm một thời bên bạn. Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Ngày 9 tháng 10 năm 2018. Ngày 9 tháng 10 năm 2019. Nước cam. Trước giờ tôi chưa hề có khái niệm sẽ gọi một ly nước cam trong những buổi cà phê hẹn hò. Thế rồi tôi bỗng nhiên thích món nước ấy lạ lùng. Hôm ấy tôi bệnh, nhưng có nặng lắm đâu. Vậy mà bạn cứ nặng nặc đòi đến thăm, tự nhiên mua thêm mấy trái cam nữa. Cái đứa lười biếng như tôi, nghĩ tới chuyện tự dắt mấy trái cam thôi cũng thấy mệt. Rồi thì cũng phải uống chứ sao, tấm lòng của nhỏ lùng mà. Tôi nghĩ bụng vậy. Và hẳn cả một ca đầy uống cho đã. Tôi cho có tí xíu đường, mà sao vị ngọt lạ lùng. Ngọt theo cái kiểu mà người ta hay nói, ngọt tình, ngọt nghĩa, bạn à. Kể từ đó tôi đã yêu thích nước cam. Cảm ơn bạn. Bạn có biết rằng bạn là người thứ hai, cũng là lần thứ hai trong cuộc đời đã lo lắng và đến thăm khi tôi bệnh. Phải chăng do cô đơn quá lâu mà lòng tôi gợn lên ngọn sóng của tình thương? Tôi nhận được sự quan tâm từ một người bạn là lúc ấy đó thôi. Và cũng là ngày hôm nay, tôi lại bệnh, nhưng chắc sẽ tự mua cho mình ly nước cam.